Con trai cô mua tặng cô à? Đúng không? Con trai hay là con trai. À thế em đang ở đâu của cô? Đi Nam Định. Ở nước nào? Đi Hàn Quốc. À thế á? Vâng, thế em đi lâu chưa cô? Đi mấy lần. À thế cơ ạ. Thế con trai mua cho mẹ tuyệt vời quá thì nó. Tuyệt vời. Cô yên tâm đi. Ủa, anh em con quen nhau chắc là lâu lắm rồi đấy. Nó bảo là con theo dõi công ty này lâu rồi. Vâng. Thế cô yên tâm. Thằng con dế thì nó bảo nó mua ở đây gần đây cho. Nó mua ở đây cái độ hơn chục triệu thôi thì nó không cho mua. Nó bảo hơn chục triệu hát sao được? Nó bảo mẹ để bố ấy để con mua, còn vâng. Con không tiến. Vâng. Đúng rồi. Tại vì chỗ nào mua thì phải uy tín và chất lượng, phải tin tưởng đấy cơ. Thế bảo hành mấy năm. Tất cả sản phẩm bọn con thì nó có hàng của công ty, có giấy tờ đồng hoàng, có hóa đơn chứng từ đồng hoàng. Có bảo hành. Đi được không hả Lan này? Không. À đây là vướng rác này này. Đi lên cái cổng dịch lên thì nữa đi được. Thôi để cho hạ hàng xuống luôn này xong rồi nào. Chờ mấy phút đấy. Vâng. Cháu có xe kéo nhưng mà không nghĩ rằng là hôm nay lại đi vào Bắc Giang mà lại tắc đường này. Không. Thế không biết này. Thế rồi. Thế này đi năm ở đâu lắm? Chóng đi nhiều nơi lắm. Yeah. Vâng, tí cho lại vòng về để hướng khác. Anh nhé, vòng về để nhà văn hóa kia thì... Ồ, thế là xa quá. Ở đây, nó đánh được. Thế đánh được không? Nó đánh được. À, thế đủ rồi. Thôi, được rồi. Thôi đây, được rồi. Ok. Vâng ạ. Dạ. Vâng ạ, vâng. Thế cô chở giúp con. Này bê vậy. Làm mấy chuyến. Vâng ạ, cô chở giúp con. Cô cho mượn cái xe đi. Cá gia tài có cái xe này kìa. Cá gia tài nhá. Vâng. Không, xe điện cho tiện cô. Điện cho nó vâng. Hai đời xe điện. Vâng. Một quả một rồi. Cho thêm một quả nữa được không? Được. À cái đó, nằm ở đây côn lái luôn. Đây, chồng đây nhá. Thế là cô để em cho chồng thêm quả đấy xong cho em cho đỡ đằng sau. Thế là nó thế được không cô? Được. Đấy. Thì cho nhẹ một quả chồng cái cho bê phát là xong. Đấy, xong em đỡ cho cô. Này. Đấy, đi ngang bên cạnh nhé. Oh, hello con gái. Con gái đang gọi điện cho bố mẹ đấy hả? Phải không? Bố. Đang nói chuyện với bố à? Cho chú mượn gái. Hello. Hello em. Cảm ơn em. Thế đang ở bên Hàn Quốc à? À thế thì em sang đây lâu chưa? Em sang được 5 năm. Ui dồi 5 năm rồi á? Đây là hai nhóc nhà em đây luôn à? Đúng không? Dạ. Một chàng một gái là nhóc nhà em đây hả? Vâng, hai đứa đấy. Con mấy tuổi rồi? Con gái? Cháu học lớp 3. Lớp 3 hả? 8 tuổi rồi gái? Hôm nay lên lớp 3. Xin gái nhỉ? Một trai một gái? Đấy, một trai một gái. À. Lần này lương nó chậm rồi, không thì em lắp lâu rồi, là trước em bảo rồi đấy. À. Lương ông giám đốc có khó khăn, nên mình cũng thông cảm cho. À. Thế thì em biết bọn anh lâu chưa? Em thì cũng theo dõi bọn anh, em theo dõi nhà anh là lâu rồi, 2 năm rồi. 2 năm rồi cơ? Ôi giời, thế cơ. Thế nên là mua về cho bà giải trí ở nhà đúng không? À. Ông bà thì thích suốt ngày mà hôm trước đã đòi đi vay lãi để mua, tại vì lương em chơi ấy cũng cứ đòi đi vay lãi mua cái đồ vớ vẩn nên mà không mua, cấm mua, không nhận tiền. Ồ, thế mới không mua đấy, không thì mua rồi này. À. Mua cái đồ mười mấy triệu em cấm mua, em bảo mua là em không có cho tiền đâu. À, mua nhưng mà mua mười mấy triệu hát sao? Sao hay nổi? Đây này. Trước kia là người trước thì mua tuần trước cứ đùng là đòi đi mua cái mười mấy triệu, em mới bảo không mua. Thì đấy, hôm nào con có tiền thì con bảo anh xuống lắp cho. Đúng rồi, đã mua thì mua hẳn cái đồ nó ngon ngon một tí, mình dùng lâu dài mà. Nhưng mà bây giờ cái này thì thế nào? Cái này thì bỏ đi một chỗ bạn. Hả? Cái này thì bỏ sang một bên, mình lắp phải bộ mới. Có nghĩa là được cái bệ này thì có ấy không? À, được ạ. Đây, cái bộ này chắc là mua lâu rồi đây đúng không? Ừ, mua lâu rồi. Ôi giời, em bảo vất đi rồi, chứ cứ đi đấy. Đây cũng chăm ghép cả. Cũng đẩy này, cũng phải buộc cả dây này hả? Sợ đổ à? Cẩn thận chứ nhỉ? Không lại còn cả loa này, loa gì đấy hả bà? Để anh biết được cái con dế nó cho. Úi giời. Không cần nhiều thế đâu, bây giờ chỉ cần một đôi thôi.
uống nước đã. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Thế rồi đây. Uống nước ngọt hay là uống nước lọc đó? Nước lọc được bà. Vâng ạ. Nước ngọt, thôi nước gì cũng được ạ. Bà cứ dục mua suốt thì. Đúng rồi, mua cái đồ ngon ngon tốt tốt cho ông bà. Dùng cho yên tâm. Vâng em, tại vì dạo này nó đang bên này nó ít việc, không thì em mua cái dàn năm mấy triệu. À. Thôi nhưng mà thế này là ước mơ của bao nhiêu người rồi em ạ. Chơi bộ này là ngon rồi. Sáng nay gọi sớm cho anh nghe. Hôm nay tại vì chỉ có chủ nhật nhà em mới có ở nhà thôi, còn ngày thường không có ở nhà. À. Thế em đi làm bên đấy thì có vất vả lắm không? Em làm bình thường nhà. À. Có mình em đi hay là cả vợ nữa? Có anh ở nhà, mỗi mình em. À. Đây này, lo anh em đầu hộ không? Bà đi bán nước ở ngoài khu công nghiệp, đâm có ai có nhà đâu, chỉ có mỗi chủ nhật này thôi. À, à. Bà bán nước ở gần khu công nghiệp à? Ừ. Cái xe của bà đây à? Ừ. Thế bà bán một tầm nào? Hôm nào thì 11, hơn 11 giờ mới về. 11 giờ trưa hả? Ừ. Ôi thế cơ à? Thế bà cũng vất vả đấy. Sáng thì 5 giờ kém đã phải ra công ty rồi. Vâng. Ông chiều 3 rưỡi đi đến 9 giờ đêm về nhà. À. Thế nào, thế như mỗi chủ nhật ở nhà ông thì... À, chủ nhật thì nhân công người ta nghỉ hết. Thì mình chiều, cũng nghỉ luôn. Sáng chủ nhật là vừa đi bán về xong nghỉ. Được. Chiều chủ nhật mới là nghỉ buổi chiều. Vâng. Thế thôi. Thế con xin phép con cài cái mic mà con giao lưu. Lên mà lên vlog hôm nào mà lên mà hát hay đi. Con đưa lên trên mạng cho bao nhiêu người xem. Con có thích vào làm bài. Đấy, có chứ, tí phải hát bài chứ. Hát vài bài chứ nhỉ. Mẹ gọi ông Tích vào để anh quay video đăng TikTok. Đúng rồi. Ông Tích cái ông ấy điên cổ hết, cả nhà điên cổ rồi. À, bà có vẻ yêu văn nghệ nhỉ. Công Tích con năm nhìn, rồi. Con nhìn, cũng bà, hơi hơi thình thịch. Con đoán được giống như mẹ con ấy. À, rất yêu văn nghệ. Ông Tích vào xong ông Tích mua mà. Ông Tích cũng đang muốn mua giàn mà. Gọi ông Tích vào xem ông Tích thấy giàn ngon thì ông Tích mua mà. Nhưng mà sao ông điên cổ ra vậy? Điên cổ. Cũng về tầm này là chắc xong rồi, ông là thích hát mà ông hát suốt ngày suốt đêm. Thế không? Không, nói chung là nói chung là cả nhà. Vâng. Từ con gái, con trai, nhà chồng, nhà cô ấy là ai cũng thích hát. Ai cũng thích hát. Ừ. Từ ông, đời ông. Ông này có nhà không bà? Ông điên cổ. À, ông cũng điên cổ. Bây giờ con bỏ tạm cái này ra nha bà nhá. Ở đây con bỏ đi, bỏ hết bà cái. Bà chuyện với em nhá. Bỏ hết đi cái xong thì tháo cái này ra. Còn con dì nó bảo là mẹ tháo cái này là cất vào đi cho con để con mang về. Vâng. Đấy nghe em. Chờ tạm. Đây con để tạm đây nhá. Đây, để vào trong này cho hộ. Trong phòng này hả bà? Ừ, để đây để cho chỗ thằng ấy nó mang bên, về. Bên luôn trong phòng cho bà. Lần trước nó nắp tặng bố mẹ đấy. Vâng. Mà lâu rồi. Hàng chục năm rồi. Chục năm rồi cả. Thôi. Nó nắp tặng, nó tặng bố mẹ thì. Ngày đấy thì nó vậy bạn, bây giờ nó khác nhiều lắm. Ừ. Chục năm trước nó khác nhiều. Đẹp nhỉ. Giờ nó đẹp mà nó hay lắm. Bà con xin cái quạt trần. Cái quạt này nó có mát rồi. Giờ phải bật hai cái quạt rồi quạt ấy. Cái quạt này con dâu nó mua vào cái quạt đấy nó không mát. Giống ai ra bật cái quạt lên cái con. Bà thấy cặp loa này nó có đẹp không bà? Đẹp. Đấy, đẹp hơn nó trước nhiều. Trước có mấy triệu ấy, bây giờ mấy chục triệu thì nó chả. Ngày xưa mấy triệu nó cũng to ấy. Ừ. Nhưng bây giờ chẳng qua tiền nó mất giá thì nó thành mấy chục triệu thôi chứ cơ. Bà vất vả lắm, đi suốt đi chợ suốt ngày đấy. Không, vất vả nhiều khi là vất vả thể xác tí coi như mình thể dục ạ, quan trọng tinh thần đấy. Không phải nghỉ ở nhà yếu rồi nhỉ. Bà. Đi nó khỏe. Và bán thế thì có đắt hàng không bà? Đông lắm. À thế á? Ủa đông cũng vui mà nhỉ. Nói chung ngày chỉ hai ông bà kiếm được 500.000. Vâng, thế thì tốt quá rồi, ông bà này tự chủ. Thế không phải con, không phải nuôi. Vâng, con cái không phải lo lắng gì cả. Nắp cái loa vào cái nhà khác hơn nhỉ? Vâng, nhìn nó sáng hẳn đấy nhỉ bà nhỉ? Nhìn nó đấy. Sáng sủa. Đúng rồi. Nó đẹp cả cái không gian phòng mình. Ừ. Ông lo bà đã bảo là cái này phải làm thêm đến hàn gạch chỗ này thì nó mới kê được. Không như cái loa này cũng vừa đấy bạn. Ừ. Giờ cái gì cũng đẹp nhỉ? Nó không phải sơn đâu, đúng rồi. Bây giờ là cái thời ăn ngon mặc đẹp rồi bạn. Đấy. Ngày xưa các cụ sướng. Ăn chỉ cần no là. Ôi giời ơi chứ. Bây giờ ăn được cơm no đã tươm. Vâng. Đi ra trong góc. Con cho trong góc này nhá. Thế để cho cái loa kia ra đã. Cho cái loa này ra à? Ừ. Loa này đằng nào có dùng đâu đúng không? Ừ. Ôi giời. Không dùng. Loa gì này? Loa gì này? Diatone của Nhật này. Ôi giời.
Cái này là của ông sưu tầm à? Con rể đâu, con rể lại con mang rể lên. Ui giời ơi, đây là Nhật đây. Toàn con rể nó mang đến, đâu chối đâu con ơi. Hỏng hết chung. Hả? Đây, bà đây con để đâu bây giờ bà? Đây để cho hết vào trong. Cho hết vào trong à? Ừ. Thế bà mở vào trong cái cửa. Ô bà vào đây này. Đây cho hết vào đây để cho con xếp sắp. Tiếc cái gì nữa. Để cho vào đây hộ bà. Đấy cái đặt vào đây hộ bà. Chốc cho nó mang đi đâu nó ấy mà. Ui giời ơi. Cái này là bên con là sẽ tháo ra nằm chuồng chim. Nuôi chim bồ câu. Thế con để dây cái này vào trong này là đẹp thôi. Vừa gọn. Đấy nhà chú nó đang hát này. À, xung quanh đây nhà hát cũng khó mà nhỉ. Em chồng ấy đang hát cứ đi uống rượu về là hát. Đấy đang hát này này. Vâng, rượu vào thì phải nhơi ra chứ. Đấy để rượu vào đang hát này, cả nhà ở đây thế này kìa. Ôi con chào ông ạ. Con đến lắp bộ dàn âm thanh cho nhà mình không ạ? Con đến muốn lắp bộ dàn âm thanh cho nhà mình. Vừa đi nay bà bảo là đợi ông về ông tiết loa. Thế bà kia chúng bà trưởng. Thế bọn con phải lắp rất từ từ để cho ông đâu? Về. Sắp xếp này thì ông đã thấy ổn chưa? Cô này tặng hai bên. Cái chầm cũng để trong góc kia cho ông gọi. Thế là mình ngồi đây mình nghe được. Nước mát. Đây đủ bộ của nó đấy. Không thiếu cái gì cả. Mình cứ. Thế thì hát nhẹ lắm. Đã hát rất nhẹ. Không chất gì thì... Rẻ thôi. Hơn 30 triệu. Thế đâu được? Đâu để con để cho. Đây. Đây. Được chưa? À quên đây là vướng. Đây. Ngày nào anh yêu em, anh đã quên trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hãy quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình. Xa nhau em bước sâu trong vùng tối riêng mình ta cô đơn bao tháng năm gió xuân bao ba điều.
con chọn cho bà một bài tông nữ. Thế bà đang hát tông nam nó được lệch. Nhẹ quá hả? Thế cho nó cho nặng thêm nhá. Nó nhẹ kinh 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 kinh. Con tưởng bà nặng quá, à nhẹ quá bà không thích. Dạ. À, chưa quen đúng không? Nhẹ quá hay không? Quăng đá mà cho nó lại. Cảm nhận quá chuẩn, quá chuẩn luôn. Âm thanh như này đã đạt yêu cầu chưa chú? Đạt yêu cầu, nói chung là dễ hát mà âm thanh được, đi đôi nhạc với lời là ngon nhẹ. Ngon nhẹ đúng không? Ừ, ngon nhẹ. Về thiết kế thì chú đánh giá nào? Thiết kế thì nói chung là thiết kế thì mẫu mã thì nói chung là nó gọn, nhỏ gọn là, nhưng mà âm thanh là được. Quan trọng nhất là âm thanh là chú cảm nhận. Đấy, khả năng là tới đây là chú lên được một chút. Cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe nhá. Cảm ơn. Nhưng mà là chú không biết Hoàng Long từ trước. Lâu rồi, coi là hôm nay là vô tình lại gặp. Tính coi là mình chưa có đủ điều kiện để mà đến với Hoàng Long. Thế thôi. Cảm ơn chú. Sao? Thế em ơi, em bảo là gọi chú sang. Chú test thử, chú cũng thích đam mê âm thanh. Đây, nhưng mà hóa ra là chú biết từ trước rồi. Biết lâu rồi, thế nhưng mà hôm nay đến được không ngờ là hôm nay mới là đúng chủ nhân là cơ sở Hoàng Long audio. Đây mới là các ông chủ này, chúng cháu chỉ là nhân viên phục vụ các chú thôi. À đấy, ông chủ đâu? Đây là mấy ông chủ ngồi đây này. À, thế thì... Chào cảm ơn chú nhé. Thế ông cho con cảm nhận vừa rồi ông hát vừa rồi ông cảm nhận nào? Không, bây giờ thế này này, ông hát tự do. Vâng. Tôi thì thông cảm được cái bộ âm ly loa đài này là chuẩn. Tôi cảm ơn các cháu. Dạ. Rồi. 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 Có đáng đồng tiền không? Không. Cái thực ra mà nói này, tiền nào thì của đấy. Thế rồi. Còn ông thì ông cảm ơn các cháu. Ông thấy quá tuyệt vời. Ông có thấy hài lòng vụ này không? Quá hài lòng rồi. Vâng. Quá hài lòng. Quá tuyệt vời. Chúc ông sức khỏe nhá. Chúc ông sức khỏe. Các cháu thượng lộ bình an nhá. Vâng ạ.